Tường Linh, hoa hậu nóng bỏng thừa nhận làm người thứ ba, lao đao vì nghi vấn bán dâm nghìn đô. Được biết đến là nàng hậu với nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng, thông minh, có nhiều thành tích học tập đáng nể. Thế nhưng Tường Linh lại có đời tư vô cùng lận đận khi vướng vào nhiều bê bối không đáng có. Trong đó đáng chú ý nhất là việc thừa nhận làm người thứ ba và nghi vấn bán dâm nghìn đô. Nguyễn Đặng Tường Linh sinh năm 1994, cô được công chúng biết đến với ngôi vị Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017. Không chỉ thu hút ánh nhìn nhờ vóc dáng như người mẫu, khuôn mặt tỏa sáng cùng sự thông minh, nhạy bén của mình, Tường Linh còn là một trong số những người đẹp có thành tích học tập và thành tích tham dự cuộc thi sắc đẹp dài dằng dặc đáng nể như Tường Linh. Ngay từ nhỏ, Tường Linh đã là một gương mặt ưu tú về học tập, 12 năm liền đạt học sinh giỏi, còn tham gia không ít các cuộc thi cấp trường, thành phố, quốc gia và đạt không ít giải thưởng cao. Ngoài học hành, Nguyễn Đặng Tường Linh còn liên tiếp tham gia các cuộc thi sắc đẹp như Nhất Người Đẹp tỉnh Phú Yên 2011, Hoa khôi Nữ sinh Thanh lịch tỉnh Phú Yên 2012, Top 5 Hoa khôi Học viện Hàng không Việt Nam 2012. Năm 2017, Tường Linh tham gia cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp châu Á và lên ngôi vị Hoa hậu. Sau khi đăng quang cuộc thi, Tường Linh chính thức bước chân vào showbiz Việt. Cô tiếp tục tham gia cuộc thi The Face, gương mặt thương hiệu 2017 và giành vị trí Á quân, đồng thời nhận được đề cử tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2017. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 và giành giải phụ thí sinh có nụ cười đẹp nhất. Sự kiện thi hoa hậu qua đi thì Tường Linh tiếp tục xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai. Tuy chọn phải chàng trai đã có chủ, nhưng bù lại, một đàn anh trong trường đã bị loại trước đó quay lại ngỏ lời với cô. Tuy nhiên tại chương trình, hoa hậu Tường Linh cũng bị chỉ trích khi tâm sự mình từng là kẻ thứ ba. Theo đó, cô công khai mình bị lừa dối yêu người đàn ông đã có vợ. Khi chia sẻ, Tường Linh mong muốn bản thân mình được giải thoát khỏi nỗi đau cũ và cũng mong là lời cảnh tỉnh cho những bạn gái trước tình yêu nên thận trọng. Nàng hậu chia sẻ, tôi biết xung quanh tôi có nhiều người đang là người thứ ba, đôi khi là chấp nhận, chủ động, đôi khi vì yêu mà con tim lấn át lý trí, đôi khi vì nhiều tính toán khác. Nhưng tôi chưa từng thấy một kết thúc đẹp cho người thứ ba, hiếm lắm. Sao phải là người thứ ba? Vì yêu, người thứ ba là sai rồi, vạn lần sai, biết sai thì không nên làm, bởi kết thúc sẽ đau lắm, chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Tôi không muốn sai, tôi thà cô đơn còn hơn phải chịu đựng đau một lần nữa. Đến năm 2020, Tường Linh một lần nữa gây chấn động khi vướng vào nghi vấn bán dâm 30.000 đô của tú ông Lục Triệu Vĩ. Theo đó, khi vụ việc bán dâm này nổ ra, trên mạng xã hội xuất hiện thêm nhiều thông tin về việc có thêm sao hàng A liên quan đến đường dây tú ông ngàn đô Lục Triệu Vĩ, khiến dư luận xôn xao. Trong chia sẻ này có gợi mở một số tình tiết cụ thể như cô gái tên Linh có danh hiệu Hoa hậu từ nhiều cuộc thi sắc đẹp, không phải bước ra từ Hoa hậu Việt Nam. Nhân mạng không tìm hiểu đúng sai, ngay lập tức khoanh vùng và gọi tên Nguyễn Đặng Tường Linh vào cuộc với tốc độ chia sẻ cực nhanh. Hình ảnh thông tin của Tường Linh trên trang cá nhân đã nhận rất nhiều lời thô bỉ, bình phẩm, dù cô tung bằng chứng khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sự việc này. Hoa hậu Tường Linh cho biết, lẽ ra cô không muốn sự việc lại ồn ào lên một lần nữa vì bản thân không liên quan gì đến câu chuyện bán dâm 30.000 đô thời gian qua. Tuy nhiên, vì bị ảnh hưởng quá nhiều, người đẹp quyết định nhờ đến luật sư và pháp luật can thiệp. Ban đầu tôi cứ nghĩ chuyện thị phi trong showbiz cũng là điều bình thường, hay là mình cứ im lặng rồi mà chuyện sẽ qua, không giải thích hay chứng minh, nhất là thông tin chỉ xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự việc ngay sau đó đi quá giới hạn và ảnh hưởng nặng nề đến danh dự của tôi, nhất là bố mẹ đang phải chịu đựng ở quê nhà Phú Yên, nên tôi buộc phải lên tiếng. Tôi hoang mang cực độ nên quyết định tìm gặp luật sư với mong muốn được giúp đỡ bảo vệ danh dự của mình, Tường Linh chia sẻ. Tường Linh thậm chí còn trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy cô đã ở nhà trong 3 ngày khi sự việc ồn ào liên quan đến đường dây bán dâm diễn ra. Cô còn nhờ an ninh mạng can thiệp. Cụ thể, cô đã gửi đơn đến phòng cảnh sát hình sự để nhờ sự giúp đỡ, đồng thời ủy quyền cho luật sư làm việc với những tổ chức cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về mình. Tường Linh đồng thời thu thập và cung cấp đủ các bằng chứng như tin nhắn xuyên suốt với bạn bè trong thời gian sự việc diễn ra, camera chứng minh cô liên tục ở nhà trong thời gian vụ việc bán dâm diễn ra. Người đẹp còn rưng rưng kể về bố mẹ đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề và không dám ra khỏi nhà. Cuộc sống của tôi xáo trộn hoàn toàn, chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện này lại ập đến với tôi và gia đình. Bố mẹ của tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ những người xung quanh vì một thông tin hoàn toàn bị đặt vu khống. Trong những ngày qua, tôi thu thập những bằng chứng để tự bảo vệ danh dự nhân phẩm của mình. Đồng thời, tôi cũng liệt kê danh sách những cá nhân, tổ chức có đăng tải thông tin xúc phạm tôi. Có thể chia sẻ của các bạn chỉ là niềm vui nhất thời, nhưng tiếng xấu, nỗi ô nhục này tôi và gia đình phải mang mãi về sau. Những người ở quê không biết thông tin nào là chính thống và tin đồn, họ cứ thấy đăng báo là nghĩ sự việc đã được xác thực. Ở quê cứ nghĩ như vậy là chính xác nên công kích gia đình rất nhiều. Bố tôi làm trong quân đội, mẹ làm giáo viên trường chuyên, bố mẹ luôn an ủi nhưng tôi biết họ chịu đựng rất nhiều. Tôi thấy dù mình không làm sai nhưng nếu cứ im lặng, không giải thích thì bố mẹ gánh chịu bị tấn công. Tôi thấy mình quá bất hiếu nên tôi cần lên tiếng làm rõ vấn đề, Tường Linh khẳng định.
Đầu tháng 8 năm 2021, Hoa hậu Tường Linh bất ngờ thông báo cùng mẹ sang Mỹ, đi nước ngoài giữa mùa dịch nên nàng hậu và mẹ đều đã tiêm vaccine, cẩn trọng trong suốt quá trình di chuyển để đảm bảo an toàn. Tại xứ sở cờ hoa, Tường Linh tận hưởng cuộc sống cực thoải mái và sang chảnh, cô dành nhiều thời gian để tham quan mọi nơi và gặp gỡ người thân. Cho đến mới đây, Tường Linh đã tiết lộ lý do khác khiến cô bất ngờ sang Mỹ là để thăm bạn trai trong thời gian dài xa cách do ảnh hưởng của dịch bệnh. Mặc dù giấu kín bưng thông tin chuyện đời tư, nhưng nàng hậu đã tranh thủ thả cẩu lương bằng khoảnh khắc ôm bạn trai cực tình cảm. Tường Linh cho biết, anh hơn cô 6 tuổi đang làm việc tại Mỹ. Cô cũng đã sang thăm gia đình người yêu và rất được lòng người thân khi ra mắt. Sau tất cả ồn ào, người đẹp hiện đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc tự do tại Mỹ.